một bài hình học sinh giỏi lớp 8. Mong AD ra video sớm nhất có thể, mình sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ kênh Toán Thú Vị. Câu khích lệ của bạn là mình dường như có thêm sức mạnh và muốn xử lý hết những bài toán mà các bạn đã gửi đến cho mình. Đây là một bài toán của bạn Yến Phụng đã gửi đến cho mình. Và có một điều đặc biệt là trong tên email của bạn, mình thấy có từ này rất hay. ATSM Theo ý kiến cá nhân riêng của mình, mình nghĩ đây là ảo tưởng sức mạnh. Không biết các bạn nghĩ thế nào. Và bạn Yến phụng có thể giải thích thêm về từ này được không? Chúng ta đi vào bài toán. Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy điểm G thuộc cạnh BC, điểm H thuộc cạnh CD sao cho góc GOH bằng 45 độ. Gọi M là trung điểm của AM. Chứng minh rằng a. tam giác HOD đồng dạng với tam giác OGB b tỷ số da trên dh bằng bg trên bm một bài hình học rất hay các bạn có muốn thử sức mình không hãy để lại những lời giải của mình ở dưới phần bình luận nhé cùng đi vào xử lý bài toán đối với phần a có thể là tương đối dễ dàng. Chúng ta hãy xét tam giác BOG và tam giác DOH. Có góc OBG bằng góc ODH bằng 45 độ. Ta sẽ gọi đây là 1. Mặt khác, có góc ODH cộng góc DHO cộng HOD bằng 180 độ. Do đây là tổng 3 góc trong một tam giác. Tiếp tục, góc BOG cộng góc GOH cộng góc HOD bằng 180 độ. Đây là ba góc phụ nhau. Mà góc ODH và góc BOG bằng 45 độ do giả thiết đề bài chúng ta đã có. Nên từ đây chúng ta có thể suy ra góc DHO bằng góc GOH. Chúng ta gọi đây là hai. Từ 1 và 2 chúng ta có thể suy ra tam giác BOG đồng dạng với tam giác DHO trường hợp góc góc Suy ra, đây là điều phải chứng minh. Chúng ta xong phần A, đến với phần B. Hãy thử xem lại yêu cầu của phần B. Yêu cầu của chúng ta là chứng minh tỷ số DA trên DH bằng BG trên BM. Nhìn vào hình, chúng ta có thể thấy đây là các cặp cạnh của tam giác ADH và tam giác GDM. Lên, chúng ta sẽ tìm cách chứng minh hai tam giác này đồng dạng với nhau. Từ điều A, với tam giác BOG đồng dạng với tam giác DHO ta có được BG trên OB bằng OD trên DH. Đây là hai cặp cạnh tỷ lệ tương ứng. Mà ta thấy rằng BG trên OB chính là bằng BG trên căn 2 của BM. Vì sao lại như vậy? Ta có tam giác BMO vuông cân tại M. Lên áp dụng theo Pythagore chúng ta có thể tính được OB chính là bằng căn của 2 nhân với BM. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có OD trên DH sẽ bằng AD trên căn 2 của DH do tam giác AOD vuông cân tại O lên OD chính bằng AD chia cho căn 2. Từ hai điều này chúng ta có thể suy ra BG trên căn 2 của BM sẽ bằng AD trên căn 2 nhân với DH. Hay BG trên BM bằng AD trên DH. Đồng thời chúng ta có được góc ADH bằng góc GBM bằng 90 độ. Nó là hai góc của hình vuông. Nên chúng ta có thể suy ra tam giác ADH đồng dạng với tam giác GDM trường hợp cạnh góc cạnh. Và từ đó chúng ta có thể suy ra được tỉ số DA trên DH bằng BG trên BM. Và đây là điều chúng ta phải chứng minh. Một bài hình rất hay. Chúng ta cần dựa vào các mối liên hệ giữa các yếu tố. Từ đó chúng ta có thể tìm được các điều kiện để chứng minh được các ý của bài toán. Các bạn thấy thế nào? Nếu ai có ý tưởng và cách giải hấp dẫn hơn, hãy chia sẻ lại để mọi người cùng biết nhé.